thị Hiệu, năm nay 22 tuổi. Hiện nay em làm đầu bếp ở Hội An. Cuộc sống cho ta rất nhiều hương vị, từ hạnh phúc ngọt ngào, mất mát đắng cay, đến hy vọng ấm nóng lan tỏa. Em có 8 anh chị em. Em gắn bó với ba em nhiều hơn. Rất là thương ba em. Lon ton à, lon ton ơi, lon ton hời, hồng môi chớm chớm. Lon ton à, lon ton ơi, lon ton hời, đôi mắt con cười. Trong mắt em thì nào em nghĩ ba em một người rất là hiền. Em hay nói chuyện với ba, đặc biệt là khi mà rảnh em hay dỗ tóc bạc cho ba em. Dù trẻ nhưng mà đầu ba em rất là nhiều tóc bạc. Em nghĩ là dạy cho ba em thương em hơn. Em 13 tuổi thì ba em bị ung thư. Nhà em bán tất cả mọi thứ trong nhà để mà chạy chữa cho ba em. Sau Tết khoảng một tháng thì ba em mất. Khi mà ba em mất thì em nghĩ nó quá trẻ. Em không thể chấp nhận được, nó ngay lúc đó nó quá đột ngột. Đêm nào em nằm em cũng mơ thấy ba em. Ba em chở em đi học lúc em còn nhỏ. Trên đường về nhà em rất nhiều cái dốc rất là cao. Thì người ta phải xuống nhưng mà ba em không cho em xuống. Cứ để em ngồi và lên xe và ba em dắt em đi. Em nhớ quá để mình nhớ. Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu đám mây hồng hồng. Em yêu lá cờ xanh xanh, yêu cánh chim trắng trắng. Em yêu màu cờ xanh xanh, yêu cánh chim hòa bình. Những cái cảnh tượng trong nhà hay những cái chuyện hàng ngày xảy ra làm em không thể tập trung học được nữa. Em nghỉ học từ lúc đó. Sau gần nửa năm thì em đi làm cho một quán cơm bình dân tại Tam Kỳ. Em muốn tự mình lo cho mình. Nếu mà em làm được như vậy thì ba em sẽ vui hơn. Ở đây chúng ta có những cái cách cắt tuyên bẩn là Rolls Royce. Cách cắt thứ hai là chúng ta cắt Small Knife. Em nghe về cái chương trình từ thiện Hội An, nó có thể đào tạo cho mình có một cái nghề ổn định trong tương lai. Và em nghĩ là mình rất là may mắn vì em có thể vào đại học. Đến bây giờ thì em cũng có công việc rồi nhưng mà nó cũng chưa có ổn định lắm. Hồi xưa thì em có hứa một lời hứa với mẹ em là sau này con sẽ lo cho con Út nó ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng mà không có thể đủ điều kiện để lo, xong rồi nó phải nghỉ học đi làm thuê chỗ khác. Con xin lỗi, cái đó là con hứa con lo cho nó nhưng mà con không lo được. Sang năm có gì mà con làm có điều kiện thì con lo cho nó. Má đừng lo nữa. Dạ má nghe. Nghe nha. Em Út của em là em gái, năm nay em 18 tuổi. Nghe chị. Khỏe không? Bệnh má bữa nay. Bệnh gì vậy? Thì uống thuốc chưa? Uống rồi. Thôi ráng làm đi, tới chị nhà nấu thịt nấu cá cho ăn. Còn có luôn nè. Ừ. Thôi, thịt chiên được hết trơn á, mệt ghê á. Dạ. Uống thuốc vô nghe. Dạ. Sau khi ba mất, chưa bao giờ nhà em đầy đủ trong ngày Tết. Vì ba mất tháng Giêng cho nên mọi người chia nhau về một hai người Tết. Còn một hai người sẽ chờ đến đám giỗ ba em để về. Cho nên em chỉ mong gia đình em đầy đủ trong ngày Tết. Trở về.